Triều Tiên là một quốc gia thuộc khu vực Đông Á, nổi tiếng với nền văn hóa vô cùng khác biệt và bí ẩn, thu hút sự tò mò của bạn bè quốc tế. Một lưu ý là bạn không thể du lịch Triều Tiên tự túc, mà phải thông qua các công ty du lịch. Visa Triều Tiên được lưu trú tối đa 90 ngày. Lệ phí làm visa tùy thuộc vào nhu cầu và độ tuổi của người xin visa. Hôm nay, Lữ Hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Triều Tiên đơn giản, nhanh chóng. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Triều Tiên. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh chụp không quá 3 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và hộ chiếu cũ nếu có. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng giấy khai sinh. 7. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: đối với cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép. Đối với chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. Đối với học sinh, sinh viên, chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. Đối với người đã nghỉ hưu, cần có quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thư bảo lãnh của đơn vị tổ chức tour, hợp đồng du lịch, bảo hiểm du lịch, thông tin xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi. Lưu ý, tùy thuộc vào mục đích cụ thể, Đại sứ quán Triều Tiên sẽ yêu cầu nộp thêm các giấy tờ phù hợp. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ Hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.